Chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine đã dẫn đến sự sụp đổ của nhiều ý tưởng, lý thuyết trong lĩnh vực chính trị và quân sự. Cuộc chiến đã vạch ra những đường nét của những thay đổi mang tính cách mạng trong các vấn đề quân sự, có lẽ đã định hình bộ mặt chiến tranh và nghệ thuật chiến tranh trong toàn bộ thế kỷ 21. Ngay từ đầu, có thể nói rằng kế hoạch của chiến dịch quân sự đặc biệt thực sự đã quy định một chiến dịch đặc biệt trước tiên và một chiến dịch quân sự sau đó, cho rằng vấn đề có thể được giải quyết mà không cần các hoạt động quân sự quy mô lớn và sự phản kháng quân sự có tổ chức. Các nhà sử học tương lai sẽ trả lời tại sao Moscow cho rằng có thể thực hiện một kịch bản như vậy, đặc biệt khi tính đến thực tế là lực lượng vũ trang Ukraine đã tiến hành một cuộc chiến tranh nhỏ liên tục ở Donbass kể từ năm 2014. Bản thân kế hoạch của chiến dịch quân sự đặc biệt có thể được nhận biết trên thực tế, có thể được nhận biết và trên thực tế đã sao chép kế hoạch của Liên Xô đưa quân vào tiệp khắc năm 1968, còn được gọi là chiến dịch Danube. Các yếu tố chính trong kế hoạch của chiến dịch quân sự đặc biệt tương ứng với nó bao gồm việc lực lượng đổ bộ đánh chiếm sân bay thủ đô và sau đó điều động các đơn vị dù đến đó để phong tỏa thủ đô, đồng thời tổ chức các cuộc hành quân nhanh chóng của các đơn vị thiết giáp và cơ giới đến thành phố lớn để phong tỏa chúng. Sau đó là sự dọn dẹp nhanh chóng của các lực lượng vũ trang hạng nhẹ và lực lượng đặc biệt. Sự khác biệt giữa hoàn cảnh sông Danube và hoạt động tháng 2 năm 2022 không chỉ nằm trong chỗ giới lãnh đạo chính trị Ukraine và chỉ huy lực lượng vũ trang Ukraine phản đối. Danube được thực hiện bởi một nhóm quân được huy động hùng mạnh của tổ chức hiệp ước Warsaw vừa trội đáng kể so với lực lượng của quân đội nhân dân Tiệp khắc. Những người khởi xướng chiến dịch quân sự đặc biệt quyết định đưa quân vào một khu vực có diện tích lớn hơn Tiệp khắc, sử dụng một nhóm hạn chế ước tính khoảng 185.000 người, mặc dù bao gồm hầu hết lực lượng lục quân và lực lượng lính dù của Nga, tức là khoảng 140 tiểu đoàn chiến thuật. Ngay cả khi tính đến việc huy động lực lượng của Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugan thêm khoảng 110.000 người lực lượng này vẫn kém hơn về số lượng so với lực lượng vũ trang và lực lượng an ninh của Ukraine vốn đã được huy động một phần. Việc huy động lực lượng dự bị ưu tiên bắt đầu ở Ukraine một ngày trước khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt đã bổ sung cho lực lượng vũ trang Ukraine khoảng 150.000 quân nhân có kinh nghiệm hoạt động chiến đấu ở Donbass và tạo điều kiện để hoàn thiện các lữ đoàn chủ lực của tuyến đầu tiên, khiến tỷ lệ lực lượng không có lợi cho Nga. Trong điều kiện đó, kết quả của giai đoạn đầu của chiến dịch quân sự đặc biệt chỉ được quyết định bởi sự cân bằng các lực lượng. Các cuộc tiến công của Nga giải rác ở 8 hướng đã chứng lại và bắt đầu duy trì một cuộc chiến với kẻ thù vượt trội về số lượng. Ở phía Bắc, các nhóm tấn công chính của Nga di chuyển từ Belarus qua đầm lầy Pripyat và từ lãnh thổ Nga qua vùng Sumy, Chernigov đã tiến đến Kiev nhưng không thể tiếp cận nó hoặc đảm bảo thông tin liên lạc mở rộng của họ. Cuộc đổ bộ vào Gostomel trong điều kiện bị kháng cự quyết liệt và pháo kích gây mơ hồ về mặt chiến lược theo hướng Kharkov, quân đội đã bị chặn lại trên đường tiếp cận tới Kharkov và biên giới. Những nỗ lực của Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugan được huy động vội vàng và không được trang bị đầy đủ nhằm đẩy lùi lực lượng Ukraine cố thủ từ năm 2014 khỏi tuyến liên lạc chiến đấu ở Donbass đã không thành công. Việc không thể chấn áp hệ thống phòng không Ukraine đã hạn chế đáng kể hiệu quả của hàng không Nga trên toàn bộ tiền tuyến và lãnh thổ nước này, tức đi một trong những con át chủ bài của lực lượng vũ trang Nga những thành công lớn nhất đã đạt được ở phía Nam. Điều này cho phép quân đội rời khỏi Crimea để chiếm đóng các vùng Kherson và phần phía Nam của Zaporozhia trong vài ngày, với sự kháng cự tối thiểu từ lực lượng vũ trang Ukraine ở phía Đông để tới Mariupol và ở phía Tây để phát triển một lực lượng quân sự tấn công Nikolaev và vượt qua nó từ phía Bắc đến Odessa. Tuy nhiên, hai mục tiêu chính này của khu vực Biển Đen Nga đều chưa thực sự đạt được. Các tàu đổ bộ với lực lượng thủy quân lục chiến được tập hợp trước từ ba hạm đội của châu Âu của Hải quân Nga đã bị chặn lại bởi Min và tên lửa chống hạm do chính Ukraine sản xuất, loại Neptune. Các lực lượng vũ trang Ukraine sau khi tái tổ chức trên bộ đã nhanh chóng ngăn chặn các lực lượng tiến công của quân đội Nga từ Nikolaev và Vonezhenskoye, và đến giữa tháng 3, họ đã đẩy lùi Nga trở lại biên giới Kherson và vùng Nikolaev. Nga đã dần chuyển sang chiến lược duy trì chiến tranh quy mô lớn với nhiều kẻ thù được trang bị vũ khí tốt và đông đảo, mà tất cả các cường quốc phương Tây đều đến viện trợ đưa ra các biện pháp trừng phạt kinh tế chưa từng có và bắt đầu cung cấp vũ khí lớn và ngày càng tăng cho Kiev. Vấn đề lớn nhất ngay từ đầu là hướng đi của Kiev. Trên thực tế, một nhóm quân từ hai quân khu của lực lượng vũ trang Nga đã được bố trí vào khu vực rừng và đầm lầy xung quanh Kiev mà không có triển vọng rõ ràng về việc sử dụng hiệu quả với mối nguy hiểm thường trực đối với thông tin liên lạc. Nhóm này đã không đủ khả năng để chiếm và bao vây Kiev. Bộ chỉ huy Nga nhận ra tình trạng này vào khoảng giữa tháng 3 năm 2022 họ quyết định rút khỏi Kiev. Đến ngày mùng 5 tháng 4, họ đã rút hoàn toàn khỏi các khu vực Kiev, Sumy và Chekhov và khỏi phía bắc Kharkov. Trên thực tế, tại thời điểm này, chiến dịch với các mục tiêu quyết định ở Ukraine có thể được coi là đã hoàn thành vì mục tiêu chính của nó rõ ràng là định chiếm Kiev. Giới lãnh đạo Nga đương nhiên coi việc rút quân khỏi Kiev và miền Bắc Ukraine là một hành động thiện chí trong các cuộc đàm phán hòa bình ở Istanbul. Trong khi đó, Kiev coi việc Nga rút quân khỏi phía Bắc là một thắng lợi và coi đây là một bước ngoặt quyết định rằng có thể đạt được mục tiêu trục xuất hoàn toàn quân Nga. Điều này được củng cố bởi làn sóng hỗ trợ quân sự và chính trị của xã hội phương Tây, đạt đến đỉnh điểm vào mùa xuân năm 2022. Vào ngày 9 tháng 5 năm 2022, Quốc hội Hoa Kỳ thậm chí còn thông qua dự luật về Ukraine. Về mặt lý thuyết, luật này cho phép Kiev tiếp cận số lượng hỗ trợ quân sự không giới hạn của Mỹ. Phương Tây tin vào khả năng sử dụng một loạt biện pháp quân sự kinh tế để gây ra thất bại chiến lược đối với Nga điều mà trong những điều kiện thuận lợi có thể dẫn đến sự thay đổi quyền lực ở Moscow. Cuộc chiến đã phải kéo dài hơn so với không ít các dự báo ban đầu. Theo như đánh giá, kế hoạch mới quy định việc sử dụng quân đội rút khỏi miền Bắc Ukraine để giải phóng hoàn toàn lãnh thổ Donetsk và Lugansk, đồng thời có thể bao vây một phần lực lượng của lực lượng vũ trang Ukraine ở tả ngạn nước này. Có lẽ, việc đạt được những mục tiêu này được coi là có thể thực hiện được ở thời điểm tháng 5, tháng 6 năm 2022. Từ giữa tháng 3 năm 2022, một cuộc tấn công được thực hiện ở khu vực Izum được tăng cường vào tháng 4. Rõ ràng, kế hoạch ban đầu là tiếp cận hậu phương của nhóm Severodonetsk của lực lượng vũ trang Ukraine thông qua Sloviansk và một cuộc tấn công quy mô lớn và đầy tham vọng nhắm vào Zaporozhye. Sau đó, các thành động tấn công bắt đầu theo nhiều hướng khác ở khu vực Kharkov và Cộng hòa Nhân dân Lugansk. Tuy nhiên, phía Nga đang phải đối mặt với tình trạng thiếu lực lượng và vũ khí. Sau khi giúp một phần nhóm tiểu đoàn chiến thuật để bổ sung đến giữa tháng 4 năm 2022, lực lượng vũ trang Nga chỉ còn không quá 100 tiểu đoàn chiến thuật dàn mỏng dọc theo toàn bộ chiến tuyến. Tại Ukraine, vào tháng 3 năm 2022, làn sóng huy động thứ ba được công bố, bao gồm các sinh viên tốt nghiệp các khoa quân sự và những người trước đây chưa từng phục vụ trong quân đội. Đến giữa tháng 4 đã đưa lực lượng vũ trang lên đến 400.000 người, không kể những người đang được đào tạo, và đến cuối tháng 5 lên tới 600.000 người. Do đó, lực lượng vũ trang Ukraine đã giành được ưu thế về số lượng đáng kể so với nhóm tổng hợp của lực lượng vũ trang Nga. Các lực lượng của Cộng hòa Nhân dân Lugan, Donetsk và các lực lượng lính đánh thuê trên thực tế, cuộc tấn công của Nga đã được thực hiện nhằm chống lại kẻ thù vượt trội về số lượng. Một yếu tố quan trọng trong giai đoạn đầu của chiến sự là cuộc đấu tranh giành Mariupol từ ngày 2 tháng 3 đến ngày 16 tháng 5 năm 2022. Cuộc bao vây thành phố đã trở thành điểm báo về vị trí trong tương lai của cuộc xung đột. Cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Nga theo hướng Izum do lực lượng ít hơn so với đối phương cũng diễn biến chậm và khó khăn. Do đó, thay vì bao vây, nó chỉ đơn giản là đẩy lùi kẻ thù ở cấp độ chiến thuật. Vào đầu tháng 5 năm 2022, các lực lượng Nga đã gặp khó khăn và tổn thất không nhỏ khi cố gắng vượt qua Sevetsky Donetsk gần Belogorovka khi sự kém hiệu quả của các phương pháp tập trung lực lượng và phương tiện truyền thống bộc lộ trong điều kiện của cuộc chiến. Đến đầu tháng 7 năm 2022, sau khi chiếm đóng Lichizan, cuộc tấn công của Nga trưởng lại Gần như toàn bộ vùng lãnh thổ Lugansk và phần phía đông của Kharkov đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Nhưng Ukraine vẫn giữ lại phần lớn vùng Donetsk, thậm chí không thể đến được Sloviansk và Kramatorsk. Chiến dịch này đã tiêu tốn nhân lực, vật lực của lực lượng vũ trang Nga không ít. Ukraine thì phát động huy động thường xuyên và ngày càng giành được ưu thế rõ rệt về quân số